Chuyển sang vấn đề về dịch bệnh trên cây ăn trái, hiện thì Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm vô thời hạn đối với nhãn Thái Lan xuất khẩu vào nước này vì nhiễm dẹp sáp. Lệnh cấm có hiệu lực từ ngày 13 tháng 8, Cục Xúc tiến Thương mại Quốc tế Thái Lan cho biết đã chỉ đạo tùy viên thương mại ở Trung Quốc tìm cách hoãn lệnh cấm vì lệnh cấm được ban hành và áp dụng quá gấp rút. Tuy nhiên thì nếu các cuộc đàm phán thất bại, xuất khẩu nhãn của Thái Lan sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi 70-80% lượng nhãn xuất khẩu của Thái Lan là sang thị trường Trung Quốc. Xuất khẩu trái cây tươi của Thái Lan sang Trung Quốc trong nửa đầu năm nay đạt giá trị 74,5 tỷ bạt, tăng hơn 71% so với cùng kỳ năm ngoái. Các loại trái cây có nhu cầu cao nhất ở thị trường Trung Quốc là sầu riêng, tiếp theo là nhãn và măng cụt. Dẹp sáp cũng là đối tượng dịch hại phổ biến trên nhiều các loại cây trồng khác nhau, từ các loại cây ăn quả, các loại cây công nghiệp cho đến rau củ. Và dĩ nhiên là không chỉ Thái Lan và cả các nước Đông Nam Á khác mà tại Việt Nam dẹp sáp cũng xuất hiện vô cùng phổ biến. Theo thống kê của ngành nông nghiệp thì đầu năm nay riêng tại Gia Lai đã có gần 3.000 hecta cà phê bị dẹp sáp gây hại và mới đây thì gần 90 hecta thanh long ở Bình Thuận cũng đã bị đối tượng này tấn công vào những ngày đầu tháng 8 này. Dẹp sáp là một loại dẹp thuộc họ Pseudococcidae. Đối tượng này thường bám lên bất kỳ bộ phận nào của cây như thân, lá, hoa, quả và ngay cả rễ của cây để hút nhựa và các chất dinh dưỡng. Đối với dẹp sáp thì đây là một cái nhóm sâu hại có rất nhiều loài và trên mỗi một loại cây trồng thì theo như chúng tôi điều tra thường là có từ ít nhất từ 4, 5, thậm chí hàng chục loài gây hại trên một loại cây trồng. Ví dụ như ở trên cây nhãn ở Việt Nam thì hiện nay có ít nhất là 7 loài dẹp sáp gây hại, hoặc là ở trên cây thanh long thì có ít nhất là 5 loài dẹp sáp gây hại. Và có thể nói là ở Việt Nam chúng ta có 4 cái họ dẹp sáp gây hại, thì tùy theo cái cây trồng khác nhau mà số loài hoặc mức độ gây hại của các loài là khác nhau. Các loài dẹp khi trưởng thành thường cố định một chỗ, chích hút nhựa cây, quả và đẻ con ngay phía dưới bụng nên khả năng sinh sản nhanh. Trong một năm có thể đẻ từ 6 đến 7 thế hệ. Đối tượng này thường lây lan nhờ kiến bởi chất thải của dẹp sáp là thức ăn cho các loài kiến sống cộng sinh trên cây. Kiến vừa ăn dịch từ dẹp sáp tiết ra, vừa tha dẹp sáp chui xuống đất và dẹp sáp tiếp tục bám chích hút nhựa ở gốc cây, rễ cây. Dẹp sáp còn lây lan theo nước mưa, nước tưới hoặc các công cụ làm vườn. Việc phòng trừ dẹp sáp nói chung là rất khó khăn. Tuy nhiên thì chúng ta cũng thể thấy rằng là cái đặc điểm gây hại của dẹp sáp là thường gây hại cục bộ và thường là phát sinh thành các ổ. Do vậy là trong cái việc phòng trừ các cái đối tượng dẹp sáp ấy, thì việc quan trọng nhất là cái việc điều tra phát hiện sớm và tiêu diệt các cái ổ dẹp sáp ngay từ ban đầu để tránh cái sự lây lan phát tán của chúng ở trong vườn. Theo các chuyên gia nông nghiệp, để phòng chống dẹp sáp, người dân cần tăng cường kiểm tra và thực hiện đồng bộ những biện pháp quản lý sâu bệnh hại tổng hợp IPM để giảm thiểu thiệt hại cho các vườn cây. Dẹp sáp xuất hiện phổ biến trong các loại cây trồng của Việt Nam, trong khi Trung Quốc, thị trường láng giềng khổng lồ luôn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu xuất khẩu nông lâm sản của Việt Nam. Riêng đối với trái cây thì sản lượng xuất khẩu trái cây tươi trung bình trong những năm gần đây là từ 3,3 cho đến 3,5 triệu tấn một năm. Và để không bị dẫm chân vào vết xe đổ của Thái Lan thì các cơ quan kiểm dịch thực vật của nước ta cần phải làm gì? Phóng viên Nông nghiệp 24 giờ đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Quang Hiếu, trưởng phòng hợp tác quốc tế và truyền thông, Cục Bảo vệ thực vật. Mời quý vị cùng theo dõi. Trước tiên xin được cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn của VTC16. Thưa ông, giữa lúc mà Việt Nam đang ở chính vụ thu hoạch nhãn thì thông tin Trung Quốc ban hành lệnh cấm vô thời hạn đối với việc nhập khẩu nhãn Thái Lan vì nhiễm dẹp sáp. Cục Bảo vệ thực vật đã có khuyến cáo gì đối với các địa phương cũng như là các cơ quan kiểm dịch thực vật của nước ta? Chúng tôi khuyến cáo ngay lập tức là khuyến cáo các địa phương là phải vào cuộc và hướng dẫn những người dân ở các cái vùng trồng ấy là phải thực hiện các cái biện pháp kiểm soát dẹp sáp ngay từ trong quá trình canh tác. Thì các cái biện pháp này là có thể bao gồm là các cái biện pháp từ ở tại vùng trồng, trong đó là phải đẩy mạnh cái công tác tập huấn hướng dẫn cũng như là kiểm tra giám sát đối với cái việc kiểm soát cái dẹp sáp tại vườn. Trong đó thì cũng có thể áp dụng các cái biện pháp kỹ thuật như là sử dụng các cái tăng cường sử dụng IPM, cũng có thể là sử dụng các cái loại biện pháp sinh học như là sử dụng các cái thiết định ong ký sinh rồi là các loại sinh vật thiết định khác như là bọ rùa, kiến vàng hoặc là bọ đuôi kìm. Và cuối cùng, nếu như mà phải trong trường hợp mà phải dùng thuốc bảo vệ thực vật
thì người dân cũng phải lựa chọn các cái thuốc trong nằm trong danh mục được phép sử dụng và cũng chỉ nên phun ở những cái nơi mà xuất hiện dịp sát. Đặc biệt là phải lưu ý sử dụng thuốc thì phải tuân thủ theo cái nguyên tắc 4 đúng. Thế còn về phía Cục Bảo vệ thực vật thì Cục đã chỉ đạo các đơn vị sẽ tăng cường cái công việc kiểm tra kiểm soát đối với các cái lô hàng xuất khẩu, và trong trường hợp mà phát hiện ra không chỉ dẹp sáp đâu mà các đối tượng thực vật của phía Trung Quốc thì Cục sẽ không cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật xuất khẩu đối với các cái lô hàng này và thực hiện truy xuất nguồn gốc và gửi thông tin cho các địa phương để tiến hành điều tra và có cái biện pháp khắc phục để tránh trong thời gian tới là có cái sự vi phạm và để phía Trung Quốc họ gửi thông báo về Việt Nam và họ ở Việt Nam sẽ phải đối mặt với cái nguy cơ là phía Trung Quốc họ sẽ nâng cao cái rào cản kỹ thuật. Và ngoài nhãn thì dẹp sáp cũng là đối tượng xuất hiện phổ biến trên chôm chôm, rồi là chuối, rồi là xoài hay là thanh long nữa. Và đây đều là những nông sản có thị trường tiêu thụ chính là Trung Quốc. Về lâu dài thì chúng ta cần phải làm gì để hoạt động xuất khẩu trái cây sang thị trường láng giềng khổng lồ này sẽ không bị ảnh hưởng ạ, thưa ông? Ngoài các cái biện pháp tăng cường kiểm soát của địa phương và của người dân, cũng như là cái việc kiểm tra chặt chẽ của cơ quan kiểm dịch thực vật, thì chúng tôi cũng mong muốn là các cái đơn vị xuất khẩu là phải có cái biện pháp kiểm soát của riêng mình, và khi thu mua và khi đóng gói hàng hóa thì rất là phải lưu ý về cái biện pháp để loại bỏ cái loại dẹp sáp này, đặc biệt là trong các cái giai đoạn lựa chọn hàng hóa, trong cái giai đoạn sơ chế và đặc biệt là cái giai đoạn trước khi đóng gói trong các cái cơ sở đóng gói đã được cấp mã số để phục vụ xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, để loại bỏ các cái nguy cơ mà đi theo hàng hóa của dẹp sáp nói riêng cũng như là các cái loại đối tượng kiểm dịch thực vật khác mà phía Trung Quốc quan tâm. Đấy mới là những cái giải pháp mang tính bền vững. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn ông với những chia sẻ vừa rồi.